Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Đây là bài tập gồm 9 động tác, chỉ với 6 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn loại bỏ mỡ ở hông và có được bụng săn chắc trong 2 tuần. Các bạn hãy cùng tập với Dung nha. Động tác thứ nhất, hãy nâng từng đầu gối chân của bạn, di chuyển chân khỏi hông. Bạn sẽ nhận thấy được sự co thắt ở vùng bụng. Động tác thứ hai, đưa thẳng tay của bạn lên trên và hạ cánh tay từ trên xuống dưới. Khi tay đẩy ra sau, đồng thời nâng chân của bạn. Động tác thứ ba, mở rộng chân và di chuyển khuỷu tay của bạn sang hai bên, hơi cuộn tròn người. Động tác thứ tư, đưa khuỷu tay và đầu gối chéo nhau của bạn lại gần nhau hơn, kéo giãn khi hít vào và đưa khuỷu tay và đầu gối lại gần hơn khi bạn thở ra. Đầu gối lần lượt vuông góc phía trước và sang ngang. Động tác 5, gập khuỷu tay của bạn và nghiêng người sang một bên. Trong khi thở ra, ép cơ thể của bạn sang một bên. Động tác 6, đầu gối tay và đầu gối chân chéo nhau chạm nhau. Duỗi chân, bàn tay và bàn chân chéo nhau chạm nhau. Hãy cẩn thận để không nắc phần thân trên của bạn nhé. Đặt hai tay vào nhau và nghiêng sang một bên. Di chuyển các đầu ngón tay của bạn càng xa càng tốt.
bạn cảm nhận được sự căng giãn ở bên còn lại. Động tác 8. Đặt hai khuỷu tay của bạn lại với nhau và lắc chúng sang trái và phải. Cong nhẹ hông và ổn định phần xương chậu của bạn. Duỗi người sang một bên và kéo căng hai bên sườn, kéo căng bụng của bạn. Làm chậm nhẹ nhàng và lắng nghe nhịp thở của chính mình các bạn nhé. Và chúc mừng bạn đã hoàn thành bài tập ngày hôm nay. Body hoàn hảo đang đợi chúng ta trong tương lai. Hãy đồng hành cùng Dung mỗi ngày bạn nhé. Nếu yêu quý Dung, đừng quên like, subscribe và bật nút chuông thông báo nha. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.